chào các bạn, lại là mình đây và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bài số 18 này à, Bài số 18 ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau học tiếp tục về 6 danh từ với 6 chữ Hán Thứ nhất là gì nhỉ? Đông, Tây, Nam, Bắc và từ này trong từ buổi chiều này Và cuối cùng chúng ta gặp một danh từ nữa là từ hòn đá nhá, hòn đá Hay và chúng ta sẽ bước ngay vào chữ Hán đầu tiên với từ Đông, hay Đông thì âm hán Việt là đông đây rồi, đúng nào Chúng ta có đông có trong từ gì nhỉ? À đông này trong một từ là từ Tokyo, Tokyo Và một từ nữa mà chúng ta sẽ cũng sắp học thôi đó là từ gì nhỉ? Phía đông sẽ là từ Higashi nhá, Higashi Rồi, hay về cách nhớ chữ hán này như sau thực ra bài ngày hôm nay là một bài rất là ít từ vựng để phải nhớ thôi nhưng mà những cái chữ hán của nó thì mình rất là mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem là các bạn sẽ nhớ được cái câu chuyện gì nó hay ho cả thế thì bây giờ với chữ đông đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau lý giải chữ này nhé chữ đông này trước tiên các bạn sẽ cùng nhau tập viết số nét cho mình nhé một thứ tự nhá hai ba bốn năm sáu Mọi người nhớ là trong cái à, quá trình mà học N4, N5 này khi học chữ Hán các bạn nhớ phải viết thật là nhiều chữ Hán Sau này khi học lên N3, N2, N1 chúng ta sẽ không còn phải viết nhiều chữ Hán đâu Tuy nhiên trong N4, N5 là cái nền tảng mà chúng ta sẽ tập viết từng chữ Hán một thật là nhiều Để cho chúng ta quen cái thứ tự hay là cái nét viết ở trên tay nhá Đấy Đấy, ok chưa? Rồi, Higashi Thế thì mấy chữ này nhớ như nào nhỉ? Đầu tiên các bạn sẽ nhìn nhá Đây là ra cái gì đây? Đây là giống cái gì nhỉ? cái cây của chúng ta đúng không? Đây cái cây của chúng ta. Thế bây giờ ở giữa có cái gì đây? Chữ nhật. Đó, chữ nhật. Nhật là gì? Khi mà mình bổ ra để phân tích những cái chữ như này thì sẽ không không viết theo thứ tự các bạn lưu ý chỗ đấy nhá. Mà chúng ta sẽ luyện thứ tự ở đoạn này, được chưa? Bây giờ chúng ta nhìn nhá, đây là cái cây này, còn đây là mặt trời đúng không? Mặt trời thì mọi người tưởng tượng là gì nhỉ? Một buổi sáng đúng nào, mặt trời làm sao? Mặt trời mọc lên qua lùm cây ở đằng đằng đông, mặt trời thì mọc ở đằng đông đúng nào? Đó, Mọi người hình dung không? Một buổi sáng rồi chúng ta thấy mặt trời nó mọc lên qua cái cây ở phía đằng đằng đông đó là chữ đông của mình nhá. Hay về cách nhớ chữ Hán là như vậy rồi bây chúng ta sẽ nhìn về cách đọc của nó. Thứ nhất khi mà đứng một mình chúng ta có phía tây à nhầm phía đông là Higashi chưa nào? Phía đông là Higashi. Còn nó ghép với những chữ Hán khác đọc là Tô trong từ ví dụ rất nhất là dễ nhớ sẽ là Tokyo Tokyo Ok chưa? Tokyo chưa học đúng nè Tokyo Rồi mình sẽ cùng nhau ôn lại một chút nhá Tokyo Và học luôn đi Phía đông là gì nhỉ? Phía đông là Higashi Nào mọi người biết được chữ Hán này không? Cái cây trước đúng nào? Có thể khi mà chúng ta mới học nhớ nhớ như này thì các bạn sẽ nhớ như này nhá Cái cây đây Đấy, đứng một mình như này sẽ đọc là Higashi Còn cách viết đúng của nó phải như này nhá Thế nào? Hai, ok chưa? Đó là từ Higashi của chúng mình nhá Tiếp theo chúng ta sẽ sang chữ Hán đó là chữ Hán Tây. Thì uh, thực ra trong cả chương trình N5 các bạn sẽ không gặp những cái từ vựng nào mà người ta giới thiệu về chữ Tây ở đâu. Mà chữ gần nhất mà chúng ta có thể gặp đó là chữ nishi này trong bài 29 cơ. Tuy nhiên khi mà uh, trong một cái hệ thống mà học toàn về các hướng này thì mình nhét luôn cái bài này vào đây, cái chữ này vào đây để các bạn cùng nhau học nhá. Thì các bạn nhớ hướng tây này và chúng ta có từ gì nhỉ? Seiyoka cả này là gì nhỉ? Tây hóa, động từ là Seiyokashimasu kasimas nhé. Hay, rồi về cách nhớ chữ hán này như sau chữ hán này đầu tiên viết đã nhá một nét này hai nét ba nét bốn nét năm nét sáu nét ok chưa rồi lại nhá một nét hai nét ba nét bốn nét năm nét sáu nét thì chữ hán này thì nhớ như thế nào về mọi người thấy chữ hán này có quen không à chúng ta thấy cái nửa bên dưới này đấy nửa bên dưới này là gì nhỉ bốn số 4 của chúng ta đúng không? Số 4 Thế bây giờ mình hay làm thế nào để nhớ chữ hán này bây giờ? Đó là gì nhỉ? Một trong bốn hướng là hướng Tây. Không phải là hướng Đông, chẳng phải là hướng Nam, chẳng phải là hướng Bắc mà mình thích là hướng Tây cơ. Thì chúng ta sẽ nhớ nhá. Hướng Tây là gì nhỉ? Là một trong bốn hướng số 4 của chúng ta đây nhá. Hay rồi. <laughs> Nói vui vậy thôi, thực ra là câu cái cái chữ Hán này mình không có cách nào để nhớ để để Miễn là một câu chuyện rất là hay cho các bạn nhớ cả nên là các bạn hãy thông cảm cho mình nhé Và đặc biệt là nếu như bạn nào một câu chuyện thật là hay thì các bạn nhớ share xuống bên dưới cho các bạn cùng nhau học nữa nhá. Hãy, thứ nhất về cái đọc là nishi, được chưa nào? Nishi và ghép với những chữ hán khác đọc là se ne se. Từ này hơi mới đúng không nào? Seiyo yokashimas ne, là tây hóa. Hãy cùng nhau ôn lại nhá. Nishi và Seiyo yo Kasimatsu ok chưa? hãy rồi học xong tây mới chúng ta sang nam, đi ở phía nam nhá. Nam đây, nam thì có một từ thôi đó là từ Minami, Minami là hướng nam, hướng nam đây, chữ Nam đây nhá. À, à, thực ra thì chữ này mình cũng không có câu chuyện nào hay cả nên là các bạn thôi chúng ta cùng nhau tập viết thật là nắn nót đẹp cho mình và cho các bạn nhớ cho mình nhá. Xin nào hãy Nam rồi, ở à, đây thứ này được chưa? Ok chưa? Rồi. Hai, chín nét cơ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cũng rất là ít chữ mà mình yêu cầu các bạn nhớ chạy đúng không? Nên là thôi chữ này lượng thứ cho cô giáo nhá. Hay chữ nam. Nam cách đọc là gì nhỉ? Minami. Các bạn nhớ mình cách đọc là Minami nhá. Minami sẽ là hướng nam. Như vậy còn nhớ được cái từ hướng đông tây nam bắc là gì chưa nhỉ? Thì à, hướng đông chúng ta vừa học là Higashi, tây là Nishi, nam là Minami. Và ghép với chữ hán khác là hoàn nam nhá nam và từ đây chúng ta học hướng gì nhỉ nam bắc bắc sẽ là kita nhé kita rồi minami ,ですね. mi na mi mọi người nhớ biết thật thật nhiều nhá và cuối cùng chúng ta học một chữ đó là từ hướng bắc bắc là gì nhỉ bắc là kita hướng bắc là kita nhé chữ bắc đây của chúng ta mọi người nhìn thấy hình giống như là hai người đang ngồi trụm lưng vào nhau không Đấy giống hình hai người đang ngồi ngồi trụm lưng vào nhau đúng không? Biết vì sao phải ngồi trụm lưng vào nhau mọi người? Vì ở miền Bắc hay ở phía Bắc, Bắc Cực ấy, thì nó rất là lạnh Thế nên là mọi người phải ngồi trụm lưng vào nhau để cho nó ấm Đó là chữ Bắc của chúng ta nhá Hình hai người ngồi trụm lưng vào nhau Dễ qua ngồi co vào nhau đúng không nào? Hay cách đọc của nó sẽ là Kita, snack kita là, là phía Bắc Thế còn khi mà nó ghép với những chữ hán khác, khác sẽ đọc là hoku, snack hoku Tạm thời trong chương trình để 4 năm chúng ta chưa có nên mình chỉ cho vào nhá hay, à, uh, kita, so, kita desu ne, kita. Na, à, cùng nhau ôn lại nhá. Hướng đông là gì nhỉ? Hướng đông là là higashi. So, hướng đông là higashi. Hướng tây là gì nhỉ? Hướng tây là một trong bốn hướng là hướng tây đấy. Hướng tây là nishi. Hướng nam là gì nhỉ? Hướng nam là minami. Rồi. Và hướng bắc bây giờ sẽ là gì nhỉ? Kita desu ne. Đông, tây, nam, bắc. Ở trên nào? Hay và cuối cùng chúng ta học à, phải cuối cùng chúng ta học tiếp chữ Hán có âm việt là tịch. Tịch này sẽ ghép với từ trong từ phương này. Là gì nhỉ? Buổi chiều đúng không nào? Buổi chiều ta ấy. Tịch. Đây. Chữ Hán này thì viết giống chữ ta mọi người. Giống chữ ta trong uh, katakana đúng không? Thế bây giờ mình sẽ nhắc lại một chút nhá. À, hôm trước một lần mình học chữ này chữ đa đúng nào? Nhiều chữ ta thì thành chữ đa nghĩa là nhiều. Thế bây giờ chỉ có một chữ ta không thì sẽ thành trở thành buổi tối nhá. Để nhớ là buổi tối thì nó cho nó được chưa nào? Và chữ này các bạn sẽ nhớ cho mình cách đọc là Yugata đấy, Yugata trường âm đúng không nào? Yugata là buổi chiều tà, buổi chiều hoàng hôn đấy nhá. Buổi chiều tà đi. Yugata. Thế nào? Wow, bài hôm nay mỗi chữ Hán chỉ có mỗi một từ ví dụ chúng ta cần phải nhớ thôi đúng không? Và cuối cùng chúng ta sẽ học cùng nhau về chữ thạch. Ở bên bên là thạch. Thạch là gì nhỉ? Thạch là hòn đá đấy, đúng không nào? Hòn đá. Và từ chúng ta có từ này là từ gì nhỉ? Dầu khí, dầu mỏ, đúng không nào? Hai thì về cách nhớ của chữ Hán này như sau, các bạn cùng nhau viết chữ Hán này đã nhá. Một nét, hai nét, ba nét, bốn nét, năm nét. Mọi người nhìn thấy giống chữ Hán gì không? Ôi rồi mình học nhiều chữ Hán này quá rồi này. Đây là gì nhỉ? À, tay gì đây? Tay gì cho vào miệng đi nhỉ? Tay phải đúng nào? Bàn tay phải thì bây giờ các bạn nhìn thấy hòn đá đúng không? Hòn đá thì khác chỗ này, khác bàn tay phải mỗi một cái thò bên trên đúng không? Chúng ta tưởng tượng là gì nhỉ? trông như là tay đang cầm tay phải cầm hòn đá hôm trước tay phải cầm đồ cho vào mồm ăn Đúng bây giờ chúng ta so sánh lại cái từ này chúng ta nhìn nhận ra thấy nó khác nhau mỗi cái gì nhỉ cái cách trên đầu thôi nhá để các bạn tránh bị nhầm nhớ chưa nào tay mà mất cái bên trên này thì thành hoa đá được chưa đó là từ thạch của chúng ta nhá hòn đá hay ishi sẽ là hòn đá cách đọc khi đứng một mình là ishi và nó có cách đọc khi mà nó ghép với chữ hán khác đọc là sekiyu là dầu mỏ dầu khí hay ôn lại nhá Ishi Sekiyu Sekiyu Chưa nào? Hay, như vậy là rất nhanh Hôm nay chúng ta đã học về 6 chữ Hán Những cái chữ Hán ngày hôm nay thì có rất là ít từ vựng đúng không nào? Rất là ít từ vựng để nhớ Thứ nhất là hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc rồi buổi chiều sẽ là Yugata và gì nhỉ? Ishi là hòn đá đúng không nào? Hay và bây giờ các bạn sẽ dừng màn hình lại để làm bài tập bên dưới sau đó chúng ta sẽ quay trở lại cùng với mình nhá. Nào mọi người cùng nhau chữa nhá Câu số 1 là gì nhá à, Wow, câu này đúng là nào đọc được này Câu này thì nó vừa nãy nó không có à, Đúng nào, vừa nãy không có trong cái lúc mà mình hướng dẫn à, Đứng liền, à đứng, đứng, đứng tách rời nhau Thì chúng ta có thể đọc được rất là dễ là gì Higashi, Nishi, à, Minami hay là Kita Nhưng mà ghép với nhau, Đông Tây Nam Bắc sẽ đọc là gì mọi người Thì câu này có lẽ là hơi khó một chút Nên mình sẽ chữa luôn cho mọi người nhá Chúng ta sẽ đọc là Tô Dai, Nam Boku Tô dai Nam Boku là nàn desu ka? Đúng nào? Hay câu số 2 này số, từ này sẽ là Tokyo Tokyo hito à, Tokyo no hito ni mắt ka? Bạn nghĩ sao về người Tokyo? Câu số 3 này Nihon no Gì nhỉ? gì nhỉ? Những ngôi nhà ở Nhật Bản thì ngày càng dần dần nó gì nhỉ? Tây hóa đúng không? Tây hóa phương Tây hóa đúng không? Câu số 4 này, Hồ Chí Minh và gì nhỉ? Vietnam No, Minami. So Minami ni Adimas. Hồ Chí Minh thì nó có ở phía nam của nằm ở phía nam của Việt Nam. Câu tiếp theo này, Hà Nội và Vietnam No, Kitani. Nè, Kitani ni Adimas Kita nhé. Hà Nội thì nằm ở phía bắc của Việt Nam. Tiếp theo, câu tiếp theo nhá. Osaka và Nihon no Nishi so, Nishi ni arimasu Osaka thì nằm ở phía tây của Nhật Bản Đúng nào à, Tiếp theo này chúng ta có từ Tokyo ne, Tokyo và Nihon no Higashi ni arimasu Còn Tokyo thì nằm ở phía đông của Nhật Bản Câu số 8 này Yugata ne, Yugata Nomi ni ikimasen ka Buổi chiều tối này có, có đi uống Uống gì không đúng nào Câu số 9 này kabang ni ishi, ishi ga takusan ga trong cặp thì có rất là nhiều những hòn đá. Và câu cuối cùng này, câu số 10. Seki yu, Sekiyu ne. Sekiyu ni iremas. Tôi cho gì nhỉ? À, tôi cho dầu đúng không? cho dầu vào trong và trong xe máy đúng không nào? Cho dầu vào trong xe máy. Thì vừa nãy mình dịch cái từ này là dầu khí, dầu mỏ đúng không nào? nhưng mà chúng ta còn hiểu là dầu nữa nhá. Cha dầu đúng không Cha dầu vào trong trong xe máy. Hay, như vậy là chúng ta đã kết thúc tiếp bài số 18 của ngày hôm nay rồi và hãy hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo nhé. Nào, xin chào Bye bye.